Hôm nay em tới trường, trường của em ba bé nằm ở trên ngọn cây. Cô giáo em còn trẻ mới sinh đẻ hai đứa, đứa thì học mẫu giáo, đứa thì còn ăn cháo. Nhưng cô vẫn đi dạy vì đồng tiền manh áo, vì học sinh của cô. Nhưng em không học bài nên bị cô giáo đánh đuổi.